Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương giàu truyền thống cách mạng. Mỗi di tích đều gắn với từng giai đoạn lịch sử, trong đó có nhà truyền thống cách mạng số 1 Ba Cu, thành phố Vũng Tàu, là trụ sở Ủy ban Việt Minh tại Vũng Tàu, thời điểm năm 1945. Nằm ở trung tâm thành phố Vũng Tàu, nhà truyền thống cách mạng lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử của quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, thành phố Vũng Tàu nói riêng qua các thời kỳ kháng chiến. Do đó, đây là một trong những địa chỉ đỏ giúp người dân hiểu rõ hơn về những chiến công, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Câu chuyện đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu địa chỉ đỏ này. Tọa lạc giữa một không gian tuyệt đẹp tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, trụ sở Ủy ban Mặt trận Việt Minh Vũng Tàu xưa là nhà truyền thống cách mạng Vũng Tàu này có diện tích hơn 6.500 m². Ngôi nhà này được xây dựng khoảng đầu thế kỷ thứ 18 theo kiến trúc biệt thự Pháp. Tòa nhà gồm 2 tầng, hành lang thoáng rộng, cửa sổ 4 phía, mái lợp ngói đỏ, là nơi ở cũng là nơi làm việc của quan Năm, viên sĩ quan Pháp chỉ huy quân sự tại Vũng Tàu. Hòa cùng khí thế tổng khởi nghĩa trong cả nước, Ủy ban Việt Minh tại Vũng Tàu thành lập để lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, dinh quan Năm trở thành trụ sở Ủy ban Việt Minh thị xã Vũng Tàu. Năm 1991, trụ sở Ủy ban Việt Minh được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và đổi tên thành nhà truyền thống cách mạng thành phố Vũng Tàu, trở thành nơi trưng bày những tư liệu hiện vật ghi dấu ấn lịch sử truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, giành hòa bình độc lập dân tộc và giải phóng quê hương của Đảng bộ nhân dân Vũng Tàu. Đặc biệt trong khuôn viên của tòa nhà còn lưu dấu một hầm giam chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước thời Pháp. Với mục đích gìn giữ, phát huy giá trị di tích lịch sử quan trọng này, thành phố Vũng Tàu đã nhiều lần trùng tu tôn tạo tòa nhà. Đợt trùng tu quy mô nhất thực hiện từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 5 năm 2017. Nhà truyền thống cách mạng Vũng Tàu hiện được bàn giao cho Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu quản lý khai thác. Đây là một cái nhà cổ được xây dựng dưới thời Pháp, cho nên là quá trình trùng tu thì chúng ta cũng phải giữ lại những cái kiến trúc đặc sắc để làm sao đó mà mọi du khách đến người ta nhìn nhận thấy được đây là một cái kiến trúc còn sót lại có giá trị về văn hóa, có giá trị về lịch sử để giáo dục được truyền thống các thế hệ sau này. Không chỉ phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử, tham quan di tích của người dân và du khách, để phát huy thêm giá trị di tích nhà truyền thống cách mạng, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đã sử dụng nơi đây làm thư viện, trưng bày những thành tựu kinh tế văn hóa, kinh tế, xã hội của thành phố từ sau ngày giải phóng cho đến nay. Đây cũng là nơi thành phố Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục truyền thống đối với các thế hệ cư dân thành phố. Trước tiên thì chúng tôi phải bảo vệ và giữ nguyên cái hiện trạng cấu trúc ban đầu với một giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng. Thứ hai thì chúng tôi đang tiến hành các cái bước để là trưng bày theo cái mô hình là một nhà truyền thống, đảm bảo cho là các thế hệ đến để biết quá trình phát triển của thành phố cũng như là lịch sử rồi phát triển về kể cả thế mạnh công nghiệp du lịch của thành phố Vũng Tàu trong từ ngày giải phóng cho đến nay. Chiến tranh đã lùi xa, việc gìn giữ phát huy giá trị của di tích lịch sử nhà truyền thống cách mạng thành phố Vũng Tàu có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bồi đắp niềm tự hào, tinh thần yêu nước của người dân thành phố Vũng Tàu, mà còn khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch Vũng Tàu.